Dạ, vâng, em kênh Thương Nhà Bảo Nguyễn TV đã xin quay trộn một chút nhé. Anh em đang thì báo bình luận ở trên kênh kia thì không biết anh em có nói xấu gì không, nhưng mà thấy vỏ hoa, thấy nọ nó kia này, không biết là dùng thuốc nhà ai thì các bạn. Đây là anh em đang bên này. Hello, chào các bác nha. Ui rồi. Thế là cái ông Bảo này bảo là bảo mất mùa gì, cứ kêu doan gì từ đầu nuôi vào. Vườn này nó chỉ được 70% thôi. Chỉ 70% à? Thế nhưng mà cái vườn này của ông thấy thay nhà vải tơ này, nhưng mà lúc ấy ra sớm mà. Ừ, ra sớm nhưng mà mình công nhận có một đợt rét nó ngắn lồng lại. Thế mà ngắn hoa. Ông làm kiểu gì mà để cho đẻ muộn thế này được? Công nhận cái vườn như thế. Này nó lại được cái trận mưa rét. Anh ơi, về. Vào đây cứ bảo là uy hoa của ông. Chả còn cái gì nữa rồi. Nhưng mà ấy, nó thành quả rồi thế này. Sợ này. Đạo bảo. Đây mấy cây này. Đấy kích lên đây. Đây. Bởi mất mẩn thì cứ vẫn kêu. Kích xong lại trùng nhập nó lại. Ừ. Đấy, thế mà bây giờ lại cũng... Xem nào. Không biết có hoa cái không hay là tính nữ tính. Đố biết. Nhưng mà hoa cái rất nhiều. Đấy, 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 còn đấy. Biết là được, nhưng mà có nghĩa là riêng ấy, cái riêng cái thanh hà này thì được cái là nó không cần phải nhiều, không cần phải sai như là vải ngọt, phải chùm đâu. Đặc biệt là vẫn như thế. Ui, hôm nay mới vào vườn. Bảo là làm như thế này là có ok rồi. Hôm nay mới vào vườn nhà ông lần đầu tiên ấy. Nhưng mà chính xác là ông khóc cái gì nữa, cái đợt mưa rét thì là nó cũng đây tất cả anh em xem đấy, nghe lại thôi, còn vườn tôi là hoa đầu ấy. Nhưng mà ông khóc cái gì nữa, thế vẫn đó. Cho em nó nở và mãi về sau hả? Ừ. Thế tôi cũng đánh dừng đấy, còn 7 năm 4 60 của nhà quân đấy. Thì đánh như thế mà vẫn cứ kêu rồi lâu rồi. Lâu anh à, anh vừa lâu không vào đây bảo là cháu quân bán toàn thuốc đẻ rồi. Mẹ ra hoa rồi mà nó đéo đẻ sớm, nó lại nở muộn mới đau mà thấy chị quá. Là làm nhá, là hãm tài thôi. Hãm tài. Cả anh em trong kênh nhá. Các bạn hãm tài chú con phun thuốc. Thế chịu rồi. Phun. Đúng bó tài nghe. Ông bảo. Cái này thì chú con vẫn làm ra được hết. Ok. Chơi ngay. Anh em phải tin tưởng. Ok. Cứ không tin cứ thử đã phải không? Không tin thì thôi. Ồ, cái lớp bật lên. Cái này bây giờ nó cũng đẻ như ông bà. Ông bà. Theo như lớp này thì chắc phải ngắt bớt quả đi vớ. Ngắt cái gì? Cây này là đây là. Thế nhà đây. Ôi giời, sai lắm. Cái này đâu. Không thành rồi. Sai chết cây ấy. Không thành rồi. Chết nào được, nó canh thở kìa. An tâm đi. Thành đấy. À, đây bên này mới khủng này. Quá khủng luôn, kinh khủng luôn. Mẹ ông chú nhà mình cứ chơi chơi kiểu giày bà thôi. Đến khi giờ mới lộ này. À, bây giờ mới tiết lộ. À đâu? Như cái này ông ôi, đẹp lắm. Không là đẹp lắm. Nó như quả nhô. Ôi. Dạ. Nhưng này nhà, nếu mà ông mà để chạy hết thì là không thành. Ờ, mà sáu nào nhỉ? Cái này vẫn thành. Nhóm Đức Lăng Thảo á? À, lấy hai bình kìa. À đây à? Vào. Dạ, vào, con bà nhà con kẹp. Dạ vâng các bạn, thì ông Bảo ơi, ra đây là phỏng vấn tí nào. Xem ở đây là thôn nào. Trung Sơn. À, thôn Trung Sơn à? À, Trung Sơn, xã Đại Sơn à? Thế cái này, cái bên này là vải muộn nhà ông đây hả? Đúng rồi. Ui dồi, vải này, ông bảo cái mất mùa đây bảo. Đúng rồi, vải mất đấy. Thấy là bảo, thấy báo cáo mấy xã bảo năm nay nhà tôi mất mùa phải tài trợ thóc mới lúa phải không? Trời ơi, nói chị phà cái này, thôn Trung Sơn, xã Đại Sơn. Kiểu tiếng này này. Bảo. Xã Đại Sơn nổi tiếng rồi. Đây vải muộn này các bạn, vườn vải của nhà ông Bảo này, xã Đại Sơn đây, nhưng mà thôn Trung Sơn, xã Đại Sơn đây, nhưng mà
ra là ra từ đầu, nhưng mà ép độc các kiểu bây giờ chưa chưa lở này. Đấy mới cao thủ chứ, phải không? Nói chung thì nhiều cái anh em vẫn chưa tin mình đâu, nhưng mà thôi. Mình cũng chỉ là người cửa hàng đại lý cấp 1 bán thuốc sâu nhỏ lẻ bình thường. Mình không to tát bằng ai đâu, nhưng mà mình có một cái bản chất sống và bản chất xám để anh em thực hành nếu anh em chưa tin. Đấy, mình vẫn cứ bán chịu, vẫn cứ đầu tư cho anh em. Nếu không tin thì hãy đến với mình, và không tin nữa cứ dùng thoải mái thử xem như thế nào nhé. Đấy, để cho anh em biết cái trải nghiệm. Đấy. Còn nếu trong cuộc sống bây giờ cả tất cả các bác ai cũng vậy thôi, xa hoặc là chưa biết ai và ai, người ta cũng không bán chịu, người ta cũng gì hết, nhưng mà em vẫn cứ đầu tư bình thường đối với em nhá. Hãy để lại cho em một cái chứng minh thư cho em bình thường là được nhá, em không cần một cái gì khác. Đấy, nói chung là vườn của ông Mạo này thì gần như là cái đợt của năm ngoái thì cái vườn này vườn của nhà bên rồi, vườn này vườn nhà bên rồi, thì em không nói, nhưng mà nói bác câu này thì cái đợt vừa rồi đánh theo hình thức của em là cũng như vườn của nhà bác Bảy ấy, bác Trần Bảy ấy, thì là đánh theo MKP, đánh hai lần, và mãi về sau ấy là ông Bạo này ông ấy tính là cái bài là sợ ra hoa rồi nhưng mà nghẹn quá chậm quá thì cũng lấy hai lần của anh em nữa về kích, thì đến giờ phút này là cái vải này vải chặt đau nhá, chứ không phải là vải không phải vải ít năm vải tơ nhá, vải là vải chặt đau. Em quay các cành cho các bác này, các bác biết này, cái cành có đủ độ già, đủ độ tuổi không, nó từ chín mấy cơ các bác nhá. Đấy, như vậy để cho bác nắm được là vì cơ bản là nói này, nói chung thì em làm kênh thứ nhất là cái về thuốc bảo vệ thực vật là để chia sẻ cho anh em và bà con cùng nhau sử dụng, em quảng cáo cho cửa hàng nhà em. Thế nhưng mà công ty thì là sản xuất thì cũng không khác gì em quảng cáo cho một cái công ty nào đó, đúng không? Thế nhưng mà em không được một cái gì, các bác thông cảm cho em nhé. Thế cho nên là các bác hãy tự lựa chọn, tự tìm hiểu. Sau này các bác mà cứ bảo là đến những cái cửa hàng nào đó hoặc là công ty đó các bác mua thì các bác có thấy nó thực sự là có hiệu ích cho các bác không thì các bác tự lựa chọn thôi. Đấy, em quảng cáo đây là không phải quảng cáo để lấy tiền, mà đây là em quảng cáo những cái dòng thuốc trị bệnh để sau này lên quả của năm nay chẳng hạn. Tại sao năm nay em giấu kín là như vậy, em ít chia sẻ như vậy, thì thực sự các bác phải hiểu một câu, nó liên quan đến tất cả mọi thứ, các bác thông cảm. Em chia sẻ cho các bác được, ok, một câu nói là ok ngay, nhưng khi anh em cùng ngành nó khác hoàn toàn. Đấy, thì các bác phải sống cái cạnh cái hàng xóm của nhà các bác thì các bác mới hiểu được cái em, cái tính của em được. Thế nên là bác nói câu này, nếu thực sự các bác mà người làm vườn như em thì các bác không cần phải để em phải nói hết ra thì các bác mới hiểu, đúng không? Đấy, các em chỉ cần nói nửa câu thôi các bác đã đoán được cái ý đồ của em rồi, đó là cái rất là quan trọng cho các bác. Đấy, chứ không phải cứ phải nói ra thực tế. Nhiều người người ta ấy, thì lại chỉ thích nói, em làm video ấy, thì chỉ cần phải nói ra ngay để cho anh em hiểu mới là cái tốt. Vì người ta xem, người ta không thích xem video nhiều, người ta chỉ cần một phút là xem được ngay và học được ngay. Thì cái, trong cái thời đại bây giờ ấy, thật sự các bác nếu mà đi làm ăn gì đó mà không mất phí hoặc là không mất một cái gì đó thì các bác không làm được cái gì hết đâu. Đấy. Bán nhiều phần thế này. Thế cho nên là em vẫn hiểu cái tâm lý của mọi người làm vườn, là lúc kích hoa và lúc bơm hoa và lúc xử lý thì các bác xem kênh ai cũng có con người thế nọ, cũng có con người thế kia, phải không? Người thì bảo, ôi ông làm luôn, ông nói nọ mẹ nói ngay đi, đúng không? Đó là người tính nóng. Nếu mà hay, người ta sẽ học được em 1-2 miếng, người ta sẽ giữ đến cả đời luôn. Đấy, mà người ta không bao chia cho các bác bao giờ. Cái kênh của em là để chia sẻ, nhưng mà cái kênh của em thì lại bị gì nhiều người là dìm lại, là vì em chia sẻ nó thật quá nhá. Bên khu thì em nói thật, bên khu Lục Ngạn của em, anh em bên cầu sắt của Lục Ngạn thì chắc chỉ cần nói như vậy thôi. Em biết các bác đã sang em lấy thuốc kích hoa đầy đủ, nhưng mà bên dân trí các bác là ở bên đấy là em nói câu này, là đầy đủ cái cách, tư cách để nói chuyện, mà đầy đủ để cái cách để nói cái tư tưởng khác. Đấy, các bác đã sang em lấy thuốc rồi, các bác phun kích đầy đủ để lên hoa đẹp đẽ, nhưng mà các bác lại nói một cái câu là thuốc của chú Quân dùng không được.
Đấy, nhưng ý đây là đang ý để đánh lừa người tiêu dùng là mình muốn mất ở trong xóm mình, xã mình thôi. Thì cho nên là hôm nay em nói một câu là bên cầu sắt ấy, thì em không nói về, em nói chỉ hơn lồng ngạn thôi. Đấy, cho nên là các bác phải thông cảm nhá. Đấy, cái khu đấy là cũng sang em khá nhiều. Đấy, với tốc độ hoa như năm nay này có mà ốm lên. Đâu rồi? Hoa đấy mà ông bảo ông vẫn kêu nhỉ? Kêu là việc của kêu. Bó tay thật. Kêu việc của kêu. Ra ra sớm mà phun hai lần ấy, ok mà. Sạch bệnh phết đấy. Bệnh này. Ôi giời ơi, đâu có gì đâu. Tính ông hay gòn rẻ nhấm nhỉ? Bó tay. Kêu việc của kêu. Hôm nay cháu cũng khá lâu, từ lúc hơi báo hoa là cái hôm ấy vào nhà bà Mạnh này vào. Phải không? Bà có Mạnh nhà mình này vào đây xong thì lắp cột lọc nước mới lại năng lượng mặt trời cái thứ vào đây xong sáng này thì nó hơi báo thôi, thì vẫn bảo ông bảo là năm nay ra của ông mà nó báo như lại hơi sớm, thế là cuối cùng thì bảo là ông ra phun MKB đi xong nó dừng lại một chút, nhưng mà đúng là phải nói từ cái lớp này ở đây ra ngoài này đẹp đẹp, đẹp. Ông kêu về của ông kêu quá đẹp hoa mà đúng wow. Chị không biết thế nào nó ra hoa đẹp này nhỉ. Rồi dạ vâng, thì nói chung là em nói các bác câu này, tất cả mọi người kỹ thuật cũng như là nếu bán thuốc sâu thì chắc ở đâu cũng có, bác các bác công nhận không? Nhà em có bán, nhà các bác gần nhà các bác cũng đẩy thuốc sâu, em nói thẳng cho các bác nhanh đấy, cứ uy tín các bác dùng thôi nhá. Cuộc sống bây giờ nó không phải đơn giản đâu đấy. Đối với em thì các bác cứ dùng thử đi, xong có gì anh em mình, bác cháu anh em mình trao đổi nhá. Dạ bằng các bác quay cái số không nào, không phải sao 9 anh hạ bán xe. Không phải sao. Thế còn ông này cũng 769 giá chung bình thường. Cũng 769 bán xe. Ừ, bán xe. Ai yêu cầu thì cứ liên hệ. Lại bán xe, giờ thích mua xe mới bán xe cũ. Các anh em cứ thích là cứ liên hệ nhé. Chân ga. Chân ga. Chân ga. Lên đời chân ga cơ. Thế là tay ga rồi. Đúng rồi, đúng rồi, ok. Rồi dạ vâng, thì cũng như là để cho các bác thông cảm một câu này, thì nếu để làm quảng cáo thì thực sự ra ấy, thì em chỉ quảng cáo cho cửa hàng nhà em thôi. Nhưng mà nói đúng ra một câu ấy, công ty người ta sẽ lợi nhuận nhiều vì một khi em đã lên video. Nhưng mà thực chất một câu ấy, các bác thử hiểu một câu là cái hàng nào là hàng công ty và hàng nào là hàng đặt. Thế cho nên là chất lượng nó ở đâu? Nếu để suy bì thì các bác không mà bằng chỗ cửa hàng em được. Cái nói cho nó nhanh để cho các bác hiểu. Các bác cứ sử dụng đi. Nếu như em vẫn nói một câu các bác, một câu chân tình một câu về cái cảnh của nông thôn, em thử hiểu một câu. Em là người là chuyên về làm vườn, về kỹ thuật. Thế cho nên là em vẫn muốn chia sẻ cho các bác. Từ trước nay chả có kênh nào chia sẻ cho các bác nhiều hơn như em được. Nhưng mà công việc của ngày hôm nay, em rất cảm ơn các bác, cái tình cảm của các bác anh em đã xem kênh. Và em muốn các bác hiểu sâu hơn nữa cái chiều hướng là đến cái đợt này nữa, em muốn các bác phun sao để cho nó ít thuốc sâu chứ không phải phun nhiều. Nhà em đang bán thuốc sâu nhé. Đấy, các bác phải hiểu em đi dần dần. Chứ đừng các bác đừng có nghĩ em là quảng cáo để bán thuốc cho các bác. Không phải đâu, đó là cái chuyện bình thường. Nhưng em muốn các bác phải hiểu một câu, phun gì, chết gì và hoạt chất nào để chết con gì. Cái đấy hãy để em lo. Còn và phun để cho nồng độ thuốc bao nhiêu, miligam bao nhiêu ấy, em vẫn bảo các bác rồi. Người ta cộng có thể vô bề bến cho các bác. Đấy. Nhưng đến với em nó quá bình thường, không cần phải cộng nhiều, các bác nhá. Đấy, cho nên là thôi, thì tất cả cái tình cảm anh em cũng như các bác xem kênh vậy, thì em cũng rất chân thành và cảm ơn các bác. Trong cái thời gian năm nay là 4 năm em làm kênh YouTube, là em đã bây giờ bán thuốc sâu. Thì bên thuốc bảo vệ thực vật này em vẫn biết các bác rất tin tưởng với em. Vì cái tin tưởng thì cái này là không phải là người ta quảng bá một cái gì đó để lợi dụng các bác. Em vẫn là người đây, các bác cứ đến em, quê hương em, ở trên địa bàn em sống bây giờ, các bác cứ lên Google, các bác search, các bác tra, cứ cửa hàng thuốc bảo vệ thực vật Mạnh Quân. Các bác cứ đến đây hỏi, trả lời các bác luôn từ A đến Z các bác nhé. Nếu gặp em một lần trong đời, ấy, các bác bảo là em là người trên kênh, cũng như là một số các bác có tuổi thì các bác lại bảo là cái ông này ông sống như là người sống trên mạng ấy, thế nọ kia, cứ rất gần thôi. Đấy, chứ không phải nói xa. Thế nhưng mà hãy đến với em một lần đi đã. Hãy đến với em một lần. Sau này hoặc sang năm, nếu mà các bác không tin tưởng,
lúc đó các bác có thể không đến với em nữa thì thực sự em không trách được, phải không các bác? Đúng không? Đó là cái bản chất mình lừa dối, bản chất mình sống nó không thật, đó là em chậm chuyện nhẹ cái việc đó. Thế cho nên là em đang tính là cái cơ bản và đã học qua rồi thì bây giờ em tính để sao để cho cái thuốc sâu và thuốc bảo vệ thực vật này không phun nhiều, nó đỡ bị ảnh hưởng về môi trường và sinh thái nữa. Các bác chắc chắn sang năm em sẽ có những cái lớp mà để làm về lọc vải này, thì anh em có nhu cầu hãy lên nhà em. Em giảng gọi là giảng dạy, giảng cho các bác những cái bài gọi là giảng dạy, là để cho các bác những cái bài nó cơ bản về làm cây vải là thứ nhất, và thứ hai tư tưởng hãy lên chỗ em đấy. Còn nếu như mà em bây giờ bán thuốc sâu vậy em vẫn cứ bán chịu bình thường. Nếu tại sao, nếu mà em không tin tưởng làm sao em dám với các bác chưa gặp em bao giờ em vẫn bán chịu cho các bác, đúng không? Thế các bác có niềm tin gì để cho em bán chịu cho các bác? Mỗi người 10 triệu thôi các bác, ít thôi, các bác cứ thử làm như em đi nhá. Thế cho nên là tất cả những công việc riêng em làm bây giờ ấy, không phải là người bình thường. Em làm là làm để cho các bác, chứ không phải khi em đã làm là làm cho các bác. Đấy, các bác phải sống được thì em mới sống được. Mình phải tạo dựng các bác sống được thì em mới sống được. Khi các bác mà không sống được ấy, cái bản chất sống của các người ta tính buôn bán ấy, người ta chỉ biết năm nay là làm năm nay và sang năm làm sang năm. Đấy, thế cho nên là tất cả những công việc được em chia sẻ chân tình câu nói. Đến nhà ông Mạo, nhà em hôm nay em vào quay video đây, cái vườn vải muộn nhà ông ấy tẻ cả thanh hà cái thứ nhá. Ông vẫn cứ nói như bình thường. Đấy, nhưng mà hôm nay vào vợ chồng vẫn bảo là ông cứ hay kêu thôi. Đấy, thế cho nên là em xin phép tất cả các bác như vậy, em là chân tình một câu. Cái gì cảm thấy các bác nghe được em, các bác làm, giúp được, em vẫn cứ giúp. Đấy, tất cả Đông Tây Nam Bắc nhá, Đắk Lắk, Đắk Nông em vẫn gửi thuốc bình thường. Tại sao em không phải bắt các bác phải trả tiền ngay hoặc nói kia? Còn các bác nào mà bắn tiền ngay thì em vẫn cứ trả tiền bình thường. Kể cả không bắn tiền vẫn trả đơn các bác bình thường, đúng không? Đấy, các bác không nhận thì em lại mất tiền ship quay về. Đấy, em lỗ tiền ship. Đấy, thế cho nên thôi, cuộc sống em sống thật rồi. Ai lừa em thì cứ lừa. Còn cuộc sống em chỉ biết duy giúp người ta vậy thôi. Dạ vâng, thôi thì công việc nói thì còn dài. Nhưng mà thời gian không bao giờ hết. Thì bây giờ ấy, cái hoa vải đang hé nở này thì em sẽ trân trọng các bác một câu này. Nó còn nhiều cách đáng lắm. Các bác có tin em thì hãy để em chia sẻ cho các bác. Hoặc là các bác hãy điện kín cho em nhé. Còn em ít chia sẻ trên kênh lắm. Chào này nhé. Dạ vâng, chúc các bác sức khỏe và các bác sẽ sớm làm được cây vải. Và cũng yêu thích về kỹ thuật cây vải tất cả các tỉnh phía Bắc, Nam Bắc nhé. Các bác thấy hay cho em xin like, đăng ký, chia sẻ cho kênh Thương Hiệu Lục Ngạn TV. Và các bác cần thuốc gì đó các bác hãy liên hệ trên số màn hình trên video nhé. Em thân ái chào tạm biệt các bác.